chủ đề của tiết giáo dục địa phương 6 tuần này, đó là tìm hiểu về một số món ăn ngon ở quận 11. Món ăn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó chính là sủi cảo ở đường Hà Tôn Quyền. Thì hãy nói đến sủi cảo thì mọi người đều nhắc đến con đường Hà Tôn Quyền ở quận 11 chúng ta. Con đường tuy nhỏ và ngắn thôi nhưng có gần chục quán sủi cảo san sát nhau. Tuy nhiên, nổi bật hơn hẳn trong khu này chính là quán sủi cảo Thiên Thiên và Ngọc Ý. Món ăn thứ hai phải kể đến đó chính là cơm gà Hải Nam ở đường Âu Cơ, phường 14, quận 11. Các em đã từng ghé qua quán cơm gà Hải Nam chưa? Cơm ở đây có vị ngon ngọt thơm béo của nước luộc gà và có màu vàng đặc trưng của mỡ gà, cực kỳ hấp dẫn đấy nhé. Và nếu đã là học sinh, sinh viên ở quận 11 thì chắc hẳn ai cũng biết đến hẻm ăn vặt Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khu này bán các món ăn vặt như phá lấu, mì, hủ tiếu, bò bía, đồ chiên với giá rất là rẻ. Nằm ở đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11. Khu ăn uống Chợ Thiết ở đường Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11 thì chuyên bán các món theo ẩm thực người Hoa. Dạo quanh khu ăn uống trong chợ, các em sẽ bắt gặp những hàng quán bày biện đủ màu sắc bắt mắt, mùi thơm lừng. Ngoài ra còn có khu ăn vặt Nhà Thờ Hầm trước công viên Tân Phước, đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, kế bên Nhà Thờ Hầm. Nơi đây tập trung rất là nhiều món ăn vặt và với giá trung bình chỉ từ 15.000 trở xuống, rất thích hợp với học sinh và sinh viên, đúng không các em? Orange Cheese cũng là một quán mà có rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn thu hút với giá cả bình dân, phù hợp với học sinh, sinh viên. Quán có địa chỉ ở Lô D, chung cư Bình Thới, phường 8, quận 11. Để thay đổi khẩu vị, chúng ta có thể đến quán bún đậu Cầu Gỗ ở đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Quán rất sạch sẽ, thoáng mát và món ăn được bày trí rất hấp dẫn. Các em quan sát hình bên có phải là các món ăn nhìn rất là đẹp mắt và hấp dẫn phải không các em? Ngoài ra ở quận 11 còn có món bánh nhân thịt khẩu khúc ở đường Lãnh Binh Thăng, phường 8, quận 11. Món bánh này có lớp sốt ăn rất ngon, béo béo, đặc trưng mùi vị của người Hoa. Bánh bèo Thiên Hương dù là quán vỉa hè nhưng quán này rất nổi tiếng, nằm gần sân vận động Phú Thọ. Quán mở gần chục năm về trước nên có khá nhiều khách quen đến ủng hộ. Các em hãy thử một lần ghé quán bánh bèo Thiên Hương nằm ở số 12 Lữ Gia, phường 15, quận 11 để thử nhé. Một món ăn nữa mà rất được rất nhiều học sinh thích đó là món phá lấu. Các em có thể đến với địa chỉ 226 Bình Thới, phường 10, quận 11. Xôi khâu nhục nghe tên thật lạ phải không các em? Thì ở Sài Gòn hiếm có nơi bán món xôi khâu nhục này lắm. Vì đây là món xôi của người Hoa và cách chế biến khá là cầu kỳ. Xôi khâu nhục nằm ở trên một con hẻm nhỏ trên đường Lãnh Binh Thăng. Và món xôi ở đây đúng kiểu người Quảng Tây. Sáng cuối tuần, nếu như các em chưa biết ăn món gì cùng với gia đình thì các em có thể cùng với ba mẹ đến thử quán bánh mì chảo. Đây chỉ là quán lề đường và không có biển hiệu nhưng siêu ngon và giá cả lại phải chăng, nằm ở đường số 3A, phường 8, quận 11.
Nếu thích món bò lá lốt thì các em có thể đến với quán bò lá lốt Thanh Vi, là một quán khá nổi tiếng ở khu Bùng Binh Cây Gõ, nằm ở 267A Minh Phụng, phường 2, quận 11. Nếu như các em thích thưởng thức các món ốc thì các em có thể đến quán ốc Xuân Hón ở đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11. Quán có thực đơn rất phong phú cùng với nhiều loại nước chấm đa dạng. Còn nếu như các em nhớ Đà Lạt, muốn thưởng thức những món ăn ngon đặc sản từ Đà Lạt với hương vị chuẩn nhất thì các em có thể ghé quán Lang Biang, nằm ở đường Lữ Gia, phường 15, quận 11. Trại bò PPQ là quán ăn ngon tại quận 11. Quán phục vụ các món nướng và lẩu cực kỳ uy tín tại quận 11. Quán có địa chỉ nằm ở 143 Bình Thới, phường 11, quận 11. Các em đã bao giờ đến thưởng thức ở quán mì kéo Kung Fu Hải Ký chưa? Đây là quán ăn có thâm niên từ rất lâu. Quán kinh doanh nhiều năm nhưng vẫn chiếm được lòng tin của thực khách với hương vị truyền thống. Và điều đặc biệt khi đến đây là đúng như tên gọi mì kéo Kung Fu, các em sẽ được chiêm ngưỡng người đầu bếp kéo từng sợi mì thật điêu nghệ rồi chế biến ngay. Nếu thích thưởng thức lẩu cá đuối thì các em có thể đến với địa chỉ 345A đường Lê Đại Hành, phường 13, quận 11. Nếu như các em mê trà sữa thì các em có thể đến với buffet trà sữa Thirsty ở địa chỉ số 9 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 11, rất gần với trường của chúng ta phải không nào? Nếu như các em vừa muốn thưởng thức món ăn, nước uống ngon, vừa có thể thư giãn thì các em có thể đến với quán Woodies in the City ở 319 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11. Không gian ở đây không chỉ đẹp, bày trí xinh xắn mà còn gần gũi với thiên nhiên, có nhiều mảng xanh mát mắt. Quán còn để rất nhiều sách cho thực khách đọc. Ngoài những quán ăn, những món ăn mà cô đã kể từ nãy giờ thì các em còn có biết những quán ăn ngon, những món ăn ngon nào ở quận 11 nữa hay không? Hãy kể ra cho cô nhé! Nếu có một người bạn hoặc một người thân nhờ em dắt đi chơi ở quận 11 trong một ngày từ sáng đến tối thì em hãy thiết kế lịch trình dẫn bạn đi đến những nơi nào, ăn sáng, ăn trưa, tối ở đâu. Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở trong các tiết học sau.